Tại Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Báo cáo tại hội nghị nhấn mạnh, 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được Bộ Tham mưu Quân khu 5 triển khai chặt chẽ đồng bộ với nhiều chủ trương biện pháp đột phá vào thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo phương châm đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả. Nổi bật là đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện diễn tập sát với từng đối tượng theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Chất lượng các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phòng thủ dân sự, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã ngày được nâng lên. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, luật dân quân tự vệ ngày càng đi vào chiều sâu. Tham mưu triển khai sáp nhập, điều chỉnh lực lượng theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Lực lượng xây dựng cơ quan đơn vị được nâng lên, cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Bộ Tham mưu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trước đó, Bộ Tham mưu đã tổ chức giao lưu tuyên dương điển hình tiên tiến Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.